Bà Sa Đô Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và say khuất toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đô Huy đang có mặt tại triển lãm sinh vật cảnh thành phố Chí Linh năm 2024. Và triển lãm thì với quy mô khoảng gần 300 tác phẩm. Và ở không gian triển lãm thì có một cái dàn thông của Chí Linh, một cái dàn thông bonsai rất đẹp quý vị ạ. Quý vị hãy nhìn những cây thông bonsai đa dạng các dáng thế và đa dạng các kích cỡ và rất nghệ thuật quý vị ạ. Trong thước phim này, Bà Sa Đô Huy sẽ dành cái chọn thời lượng video để chia sẻ cho quý vị những cái cây thông đẹp nhất. Quý vị nhìn thấy không gian trưng bày thông dài thảm đỏ hết. Quý vị thấy tôn được tác phẩm đẹp như thế nào? Chúng ta hãy đi một lượt để ngắm những tác phẩm thông do các nghệ nhân ở Chí Linh tạo tác. Những cây thông chỉ cao khoảng hơn 60 phân thôi. Và phía trước quý vị là cây thông thì cao khoảng tầm 2 mét. Rất nhiều cái dáng thế khác nhau. Và các nghệ nhân làm thông, quý vị thấy những cái thông khi qua các bàn tay của nghệ nhân thông Chí Linh thì tác phẩm trở lên có hồn và rất đẹp. Cái triển lãm sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 và sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 4. Những quý vị yêu cây cả nước sẽ nắm bắt được để trở về với triển lãm tham quan để chiêm ngưỡng những tác phẩm ở nơi đây. Những ai yêu thích những cây thông nghệ thuật thì chắc hẳn là quý vị nhìn những cây thông như này sẽ rất là thích. Bởi vì những cây thông như này các anh phải làm từ nhỏ thì mới cho ra những cái đường nét nghệ thuật thế này. Những cây tầm trung này là gần như là làm từ nhỏ. Thế còn như cái cây này thì các anh ấy là cái cây tự nhiên ở ngoài thiên nhiên. Mà các anh ấy vam líu co kéo để các anh ấy định hình bông tán. Và cũng phải trải qua rất nhiều lần co kéo làm bông thì mới bóng tàn mới được như này. Và phía xa xa thì quý vị nhìn thấy một cây thông hai thân. Theo cái chia sẻ của chủ nhân là anh Ngân chia sẻ đây là tác phẩm đại bào tung cánh hay là cất cánh gì đó quý vị ạ. Hôm nay quý vị sẽ được hiểu hơn và chiêm ngưỡng những cái tác phẩm thông Chí Linh. Và những cây thông bonsai này Bà Sa Đô Huy rất là thích. Không gian sân vườn hẹp cỗ xá thì chúng ta có thể chơi những cây tập trung như này. Cây vừa phải chỉ hai người khiêng thôi. Đẳng cấp quốc tế thưa quý vị ạ. Ngay tại Chí Linh.
đẹp lắm quý vị ạ. Nhìn đa dạng cái dáng thế. Và các anh ấy làm tạo tác theo cây. Nên là chúng ta nhìn thấy không bị lặp đi lặp lại. Sao Huy nhìn thấy cái tiềm năng rất lớn và cái mức độ phát triển của những cây thông bonsai như thế này. Quý vị ơi, những cái giá trị nghệ thuật thì mà giá trị nghệ thuật cao thì sẽ động mãi. Và những cây thông nghệ thuật như này, Sao Huy tin chắc rằng cây thông Chí Linh còn vươn xa hơn nữa. Mọi người yêu cây cảnh và chơi cảnh, nhìn những cây thông bonsai này thì chắc hẳn là mọi người cũng sẽ muốn tìm cho mình một hai cây để chơi. Bởi vì so những cây thông Nhật hay cây tùng Nhật thì những cây thông Chí Linh này cái giá cả thì có thể là tỷ so bằng một phần của những cái dòng cây đó. Nhưng cái giá trị nghệ thuật thì đọng lại trong từng tác phẩm rất là lớn. Thế còn sâu xa hơn thì chúng ta, đây là những cái sản phẩm của Việt Nam quý vị ạ. Nên là chúng ta khi mà chúng ta xơi, chúng ta sử dụng thì chúng ta giúp ích được cho những người nông dân, những nghệ nhân ở Việt Nam. Đấy, thay vì là cái dòng tiền của chúng ta chảy sang nước ngoài, thì chúng ta mua, chúng ta chơi những cái sản phẩm của Việt Nam thì giúp ích cho nền kinh tế, giúp ích cho bà con nông dân ở Việt Nam. Bởi vì Bonsai Đắc Huy thì khuyến khích cho quý vị hãy hướng đến những cái sản phẩm của Việt Nam. Tất nhiên là không phải là mình chê cây nước ngoài, nhưng mà mình, nếu cái sản phẩm của Việt Nam tốt, giá trị nghệ thuật cao, cũng không kém như cây nước ngoài, thì chúng ta nên tìm đến những cái sản phẩm của Việt Nam. Thì tất nhiên là cũng phải cảm ơn những cái sản phẩm của nước ngoài. Chính những cái sản phẩm của nước ngoài về Việt Nam thì thúc đẩy các nghệ nhân sẽ tạo tác và tìm tòi đưa ra nhiều những cái đường nét nghệ thuật để theo kịp với thế giới. Chúng ta nhìn thấy cây thông của chúng ta như thế này thì có kém gì những cây thông của Nhật đâu quý vị. Thế và hàng Việt Nam thì quý vị thấy không mà lo cái sợ cái thay đổi khí hậu hay là không quen với khí hậu của Việt Nam và ảnh hưởng đến nhiều khi là cái đến cây nước ngoài còn có cái tình trạng còn bị chết quý vị ạ. Thế thì những cây của bản địa chúng ta thì cái nỗi lo đó thì chúng ta gần như là không có trong đầu. Bên cạnh những cây thông mà tự nhiên các anh ấy tạo tác thì Bonsai Đắc Huy cũng gặp nhiều rồi. Nhưng hôm nay được chiêm ngưỡng một cái dàn thông bonsai thì quả thực là Bonsai Đắc Huy cũng bất ngờ. Bởi vì từ cái form dáng rồi cái đường nét rất hợp với cái xu thế thời đại. Và những cây to thế này thì phù hợp với không gian vườn rộng và có thể đưa vào những cái không gian thiết kế của sân vườn
thay những cây tùng, nhiều những cái công trình bể cá koi sân vườn đưa những cây thông này vào rất là hợp với biển. Người Việt Nam chúng ta thì cái tâm lý là ưa xính ngoại, Sa Đa Huy cũng hiểu một phần như vậy. Nên là những cây tùng Nhật, những cây hàng của Nhật, của Đài Loan thì có cái gì đó mọi người nghe nó có vẻ như là sang hơn, nhưng mà cái chất lượng thì chưa chắc đã hơn được cây của Việt Nam. Nhưng mà cái tâm lý của người Việt Nam thì bảo là ưa xính ngoại. Giờ chơi một cái cây ở trong nhà thì nói đến là cây tùng Nhật thì nghe nó sang trọng hơn là một cây thông Chí Linh chẳng hạn như vậy. Những cái chia sẻ của Bà Sa Đa Huy thì cũng chỉ mang yếu tố chủ quan thôi, cái cá nhân thôi, không biết là có đúng không. Quý vị yêu cây xem cái video thì có thể là cũng đưa ra cái ý kiến, bình luận và tham vấn với Bà Sa Đa Huy. Sa Đa Huy cũng quay một vài cái công trình sân vườn bể cá koi, và khi đưa những cây thông này vào rất là đẹp. Một cái câu nhắc lại là chúng ta cái gì đẹp, cái gì nghệ thuật thì chúng ta chơi. Bất kể cái dòng cây gì và bất kể cái cây của Việt Nam hay là của nước ngoài, nhưng mà nếu sản phẩm của Việt Nam chất lượng, chúng ta hãy để ý, hãy đưa vào cái tiêu chí chọn lựa đầu tiên. Bởi vì những cây thông thế này thì kể cả đưa vào những cái cây trang trí sân vườn bể cá koi thì rẻ hơn rất nhiều so với những cây của Nhật, Đài Loan. Rất nhiều một cây thông này phải cao hơn 2 mét quý vị ạ. Thì trong thước phim này thì Bà Sa Đa Huy chia sẻ cho quý vị một số những cây thông tiêu biểu đang trưng bày ở triển lãm thành phố Chí Linh năm 2023, xin lỗi quý vị, năm 2024. Và triển lãm này do câu lạc bộ Sinh Vật Cảnh tổ chức và anh Triều là trưởng ban, một câu lạc bộ mới. Ở đây cũng là cái dịp để ra mắt câu lạc bộ và được tổ chức ở một cái địa điểm lý tưởng, đó là quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Những ai đã đến quảng trường rồi thì quý vị chắc hẳn quý vị sẽ hiểu cái quy mô của quảng trường và cái mức độ rộng lớn của quảng trường. Do cái không gian của hội thông thì cái không gian đấy vẫn không đủ để kê những cái tác phẩm thông. Chính vì vậy một số những tác phẩm thông vẫn phải đưa ra bên ngoài, đưa ra cái không gian trưng bày xen kẽ với những cái dòng cây khác. Trước mắt quý vị là một tác phẩm thông rất đẹp, một cái thông Sa Đa Huy nhìn thấy một cái thông 5 thân quá đẹp quý vị ạ. Cái thông này cao khoảng hơn 2 mét và cái chiều dài tàn thì cái thưa quý vị là chiều dài tàn là thì khoảng chắc sẽ rơi vào khoảng tầm sấp xỉ 5 mét.
một cây thông 5 thân, có thân lớn, thân nhỏ và cái thân đan xen nhau, bổ trợ cho nhau, tạo lên một cái bóng dáng tự nhiên. Sau đó thì nhìn thấy một cái số cái thông nhỏ nhỏ của anh Vĩnh. Những cái cây thông này thì chỉ một người bê thôi. Ok, thưa quý vị, Bác Sát Huy vừa truyền tải cho quý vị một cái thước phim toàn cảnh khu trưng bày của câu lạc bộ cây thông bonsai Chí Linh tại triển lãm thành phố Chí Linh năm 2024. Và trong thước phim này thì quý vị được chiêm ngưỡng rất nhiều những cây thông rất rất là nghệ thuật do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Chí Linh. Bác Sát Huy đến đây xin được cảm ơn quý vị và xin phép quý vị được dừng lời đây.